Ồ, lấy cái loại rồi á. 49%. Còn Cái này bắn được mà bỏ rồi luôn. lại tài Tao sản đang cửa nó đang chạy anh không em được ơi. đoạn. Đập. Bỏ đi chứ nè. Đừng còn lắc kìa. Dễ á. Đúng rồi, bắn vào. À, tính ra chơi cái này tính ra chơi kiểu may đủ vãi đều mà lâu rớt đồ xịn thì rớt súng xịn thì nó búp ngon, có súng xịn nhưng mà búp với đẻo thì nó cũng bằng hòe. Không, búp búp là chỉ quan trọng khi level tầm 40 trở lên thôi, xong như còn lại chẳng quan trọng. Cái súng nó cũng là một phần rồi, cái thứ hai nữa là bạn phải là búp tầm bây giờ rồi. Bây giờ có bây giờ nó thật là rank AV bây giờ nó không bây giờ nó là 1-4 rồi, không thể nào mà gì nhỉ, nó giờ 1-4 rồi không gì nhỉ, vũ khí AI các thứ nó không áp dụng trong mắt này, trong chế độ này nha. Cho nên là tốt nhất là phải tự, nói chung là quan trọng ở đây là thứ nhất là co à, của mà cái gì đâu, không và trời. Thứ hai là cái gì nữa là mà đây anh, mình có thể gọi là gì nhỉ, lo có thể tính cái gì nhỉ, tin tưởng được vào đồng đội đấy không, đấy là điều quan trọng với Duy Thịnh ạ. Và cũng cảm ơn à, là vì sao nhá, đi farm đồ trận thì phải đi nào. Nhân tiện thì cảm ơn dân chơi vì gì nhỉ, 99 sao nhá, có điều rất là tuyệt vời. Cái khổ trong cái AI giờ chỉ có đi farm đồ trận thì phải thôi. Cày thật sắp mặt đấy. Tiếng rồi ở đỏ vẫn dùng hay sao? Thêm một cái lên 40 tỷ lệ á, tức là đang trắng trong trong cái sáng 33%, 38% rồi đấy. Khô level 7 cơ. Nếu có súng nào ấy nhỉ? Có laser spear các thứ. WCC defend. Ta như bảo mấy bộ ta như bảo là nếu mà dùng theo cái mechanic cũ thì còn nói, còn đây thì nó lại F17. Oh, năm bản. Oh shit. Oh shit. Chỉ lát đi là phải có. Xin. Không có máu à? Là sư quên không tích ba máu à? Không mang máu. À, thực ra là có mang một máu nhưng mà nãy lúc gì nhỉ bị quay đợt một thì dùng rồi. Giết nó, để nó xấu, để đẻ chớ. Giết nó. Giết nó, đừng để đẻ chớ, anh em ơi. Cái này chắc đi được 35 thôi. 40 được, 40 được, được. Tôi đang yếu, tôi hết mẹ mạng rồi. Đấy. Travel time, laser speed. Mẹ mãi vẫn level 4 là thế nào? Cho mình vẫn yêu. Using your brain. Quay quy đi nào câu, đi lý. Phải là thứ, đứng bên phải, à thứ bên trái. Ok. Nhớ đó. Nhớ đó.
À, mắc cái bọc trở tay rồi.